thử thách đầu tiên. Đây là thử thách mà thú vị nhất đối với Vinh. Dựa vào thử thách này, hai vị khách mời của chúng ta có thể nhận định xem trực giác của mình đúng hay sai, mạnh hay yếu. Có tên gọi là xuyên thấu. Xuyên thấu. Xuyên thấu, 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 thấu. Luật chơi như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp gỡ ba chàng trai, nhưng họ sẽ đứng sau ba bức màn trắng. Mình chỉ thấy được hình dáng của họ phía sau bức màn thôi. Và mỗi người sẽ trình bày về quan điểm, nói về tính cách hay là sở thích, mọi thứ. Để dựa vào đó chúng ta sẽ hình dung được cái tiếp người này là tiếp người như thế nào và thường sẽ sở hữu nét mặt ra sao. Sau đó thì chúng ta sẽ được nhìn thấy ba gương mặt của ba chàng trai trên màn hình LED này. Và nhiệm vụ của khách mời là hãy chọn cho đúng gương mặt nào là của hình dáng nào. Nếu như ai đưa ra đáp án đúng sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến ngay với vòng 1 có tên là xuyên thấu. Ba người này có chuyện gì muốn nói với nhau, giống như là anh đừng có yêu anh ấy, anh hãy yêu em đi, đừng nhìn em đi, đừng để ý anh ấy nữa. Chuyện tình ba người. Chuyện tình ba người đó. Kiểu hai người này cứ trâu vô nhau, còn anh kia thì đang nhìn, hai người đang bàn bạc với nhau là đánh ghen nhau á. Trời ơi, Thủy ơi, chị đang ế mà em làm mất hy vọng quá vậy. Chứ bây giờ chị thấy đâu, tự nhiên đứng kỳ vậy, ví dụ như ta đứng mọi người mỗi dáng ta nhìn thẳng ra đi, tự nhiên sao vậy? Đó, có sự sắp xếp câu chuyện trong đây đúng không? Trời đất ơi, vậy là không còn hy vọng luôn hả? Em không ngờ chị Thủy luôn á, cái trí tưởng tượng chỉ bay xa, bay cao như vậy. Chỉ còn nhìn ba vóc dáng này thôi mà chị đã suy nghĩ được một cái câu chuyện gọi là kinh khủng khiếp như vậy. Chứ bây giờ đã em thấy không? Tự nhiên người thứ hai, người thứ ba đau vô nhau, còn người kia nhìn cười. Rồi ý thì sao? Ý là sao? Sao? Đây, chúng ta sẽ biết ngay bây giờ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chàng trai đầu tiên giới thiệu về bản thân mình nha. Xin mời. Xin chào, tôi là chàng thơ. Không phải vì là một người thích ngâm thơ, mà vì tôi là một người đàn ông có tâm hồn rất là cởi mở. Có một điều mà tôi luôn trắc trở, đó là người đàn ông hiền lành, tốt bụng, tử tế, luôn lạc quan và tích cực như tôi, đến bao giờ mới có một cô gái xuất hiện cùng tần sóng với tôi. Tôi có sở thích là đọc sách, tìm hiểu về tâm lý và vũ trụ, cho nên tôi rất tin vào giác quan thứ 6. Con người rất là tuyệt diệu, phụ nữ thì càng vi diệu hơn. Nên tôi có một lời khuyên, nếu mà các chàng muốn các nàng của mình không phát huy giác quan thứ 6 thì các chàng nên yêu thương, che chở, chăm sóc và tạo cho các nàng cảm giác an toàn nhất nhá. Chàng thơ. Chàng thơ. Thường thì mấy chàng thơ nói nhiều là không có làm nhiều. À vậy hả? Mấy người mà càng nói nhiều thì mấy người đó lại càng làm ngược lại cơ. Vậy cái mấy cái người mà không có làm nhiều đó gương mặt ra làm sao nè? Gương mặt này thì thấy là cũng còn trẻ nè. Nói chung là thường mấy người nói nhiều thì cũng không yêu nhiều đâu. Không ai mượn chị yêu cả chị Thủy. Không, mình đang nói như vậy nó. Đó, mũi cao ha. Miệng hơi hô nhẹ à, môi hơi dày. Mắt mấy mí. Mắt chắc từng mí thôi. Mà tóc hơi dựng nữa nhá, hơi Son Goku nhá. Xin mời chị Anh Thư. Chị xuyên thấu vô rồi. Chị thấy là hơi mũm mỉm. Nét mặt hơi thư sinh, hơi baby á. Da trắng. Dạ. Môi hồng. Chúng ta hãy tạm ghi nhớ như vậy, để lát nữa mình lại lựa chọn cho nó chính xác. Xin mời chàng trai thứ hai. Xin chào, tôi có biệt danh ở nhà là Phong. Vì em bé tôi rất to béo. Sở thích của tôi là ăn và được ăn. Tôi thường hay chơi thể thao để cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn. Thật ra tôi không có mẫu người phụ nữ lý tưởng rõ ràng cho lắm. Vì mỗi người phụ nữ sẽ có một nét đẹp riêng, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được. Bên cạnh đó, tôi thấy giác quan thứ 6 là điều rất đặc trưng của phụ nữ. Và mong rằng hôm nay tôi sẽ may mắn được thấy khả năng xuất sắc đó từ hai vị nữ khách mời. Bây giờ hỏi chị Thư trước nè. Sau cái phần giới thiệu vừa rồi thì chị sẽ tưởng tượng ra được cái gương mặt của chàng trai này như thế nào? Không biết sao mà chị thấy bạn này mặt xương, môi cũng không dày, môi mỏng mỏng, vừa thôi. Mũi cao không? Mũi hơi cao, mũi cao. Và có một điều chắc chắn luôn là chân trái của anh ấy đang rất mỏi. Em rất run. Còn Thu Thủy, bạn đã cảm thấy như thế nào? Cái bạn phỏng này đúng phỏng luôn ấy. Theo so với ba bạn này thì bạn này cũng thuộc dạng là cao hơn bạn đầu tiên nè. Hả? Tay dài, bàn tay dài dã man luôn. Cái mũi thì cũng không cao không thấp.
Nhưng mà chị thấy anh em có một ruồi phải không? Trời ơi, thấy một ruồi luôn. Một ruồi ngay mũi. Wow. Trời tốt lắm, tướng số tốt. Trời ơi, lỗ tai có một cái một ruồi nữa. Trên trán có cái một ruồi nhỏ ngay phía thái dương nè. Trời đất ơi, cái gì dữ vậy chị Thủy? Hồi nãy giờ là ba cái một ruồi rồi đó. Thủy Thủy, chị có một ruồi ở đây sao em? Một ruồi đây hả chị? Ăn nhiều chị. Thôi. Ăn nhiều. Chúng ta trở về với chương trình. Bạn ấy đứng mỏi chân trái lắm rồi. Xin mời bạn trai cuối cùng. Xin chào, mọi người hãy gọi tôi là Tô. Bởi vì hồi nhỏ tôi rất là rụt rè. Tôi là một người thích mọi thứ thành thật, đơn giản và không cầu kỳ. Và đó cũng là mong muốn của người phụ nữ của tôi. Tôi nghĩ giác quan thứ 6 người phụ nữ rất là chính xác. Nên hôm nay tôi đến đây để kiểm chứng điều đó. Tôi hy vọng hai người chơi hôm nay sẽ dùng giác quan thứ 6 của mình để tìm đúng người đồng đội của mình. Xin cảm ơn. Ngắn gọn, xúc tích đó là bạn biệt danh Tồ. Bạn này nhiều một ruồi hơn bạn kia. Okay, vậy em kia đã thấy nhiều lắm rồi đó. Em thấy là một ruồi đầy mặt rồi đó. Nhưng mà nó li ti nhỏ xíu à. Thằng Nhan hả? Thằng Nhan đồ kiểu đi nắng nhiều nè. Tại vì người chân chất người ta không có sợ xấu. Mắt mũi miệng. Mắt hả? Mắt bạn này to nha. Mũi cao không chị? Mũi bạn này vừa phải, không cao không thấp. Mà đầu mũi hơi to. Nếu có dịp bạn nên đi khâu thâu lại cái lỗ mũi cho nó gọn. Giữ tiền cắt cánh mũi, cắt cánh mũi. Mời chị anh Thư. Theo như Thư thấy thì bạn này chân mày rất là rậm. Chân mày rậm. Mặt vuông chữ điền. Mặt chữ điền. Da ngâm. Da ngâm. Môi thâm. Môi thâm. Vai rộng. Vai này là chở che cho bạn gái tốt. Bụng to quá nè. Về tập bụng lại nha. Thôi đủ rồi hai chị. Em thấy như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với gương mặt của ba chàng trai. Xem có đúng với những gì nãy giờ các chị nhận xét không nha. Chứ quá không sao. Trời ơi, thấy chưa, tôi nói mà. Đầu tiên là chàng thơ. Theo hai chị thì chàng thơ sẽ sở hữu gương mặt nào? Em mời chị Anh Thư. Số 3. Chị Thủy. Số 1 là chàng thơ, là số 1. Tiếp theo đó là bạn Phỏng. Mời chị Thủy. Bạn Phỏng là số 3. Bạn Phỏng là gương mặt số 3. Còn chị Thư. Phỏng là số 1. Và đến với chàng trai cuối cùng. Có biệt danh là Tô. Tô là số 2. Thủy cũng là số 2 luôn. Tô số 2. Và cuối cùng là bạn Tô. Thì hai chị có trùng đáp án, đó là gương mặt số 2. Xin mời mở bức màn của bạn Tô. Xem là hai khách mời của chúng tôi có đưa ra đáp án đúng không nhé. Bức màn từ từ vén lên. Đoán đúng nhưng mà số ngoài đẹp trai hơn vậy. Không ăn ảnh chị. Dạ ngâm. Đúng rồi. Bây giờ chắc là mình sẽ mở luôn hai bức màn còn lại luôn nha. Cùng một lúc. Trời ơi, hồi hộp quá. Để coi ai đúng là đúng hết. Đúng sai rồi. Là sai, sai hết. Sai nghĩa là sai chị hết. Thư đúng rồi. Tại vì tóc bạn số 3 nhiều nè. Và bây giờ xin mời vén hai bức màn còn lại lên ạ. Chị đúng rồi. Xin chúc mừng chị Anh Thư. Chị đã đem lại cho mình 15 điểm. Phỏng ơi, Phỏng có mấy cái nút ruồi, mấy cái nút ruồi mà giống như chị Thủy nói không? Dạ không có chị ạ. Không có đúng không? Lên lục kiểm tra. Ở lỗ tai rồi ở cánh mũi trái phải gì đó có một ruồi không? Có mối ở má thôi. Có mối ở má thôi đâu, đúng không? Có một cái mút ruồi ngay đây này. Đấy, nói đúng không? Có một cái mút ruồi. Zoom zoom gần vô. Đó, thấy chưa? Có. Giỏi không? Thiệt, cái này là có chính xác nhưng mà không nằm cánh mũi mà nằm trên sống mũi. Cũng là cái mũi cũng là tốt. Và sau vòng 1 vừa rồi thì chị Anh Thư đã xuất sắc ẩm trọn 15 điểm. Yeah. Còn chị Thư Thủy chỉ mang về cho mình được 5 điểm thôi. Nhưng chị đừng lo, cơ hội vẫn còn phía sau rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến vòng 2. Nhưng trước hết, hãy cùng người dây la trong vòng. 1 phút.